cho Ngọc Loan. Ngọc Loan là người tới số đi dân công, nhưng mà đã anh em nhiều quá thì Ngọc Loan kiên nhẫn không sao, tới giờ nào cũng được, tại bởi vì người là của đoàn trong nhóm hòa ca cổ nhạc mà anh em đây là cái đoàn này đông nhất luôn á, nhìn lại mấy chục người luôn, cái nào mình hát là mình tập dượt là hay lắm, sân khấu nhiều người sẽ có những cái nơi mà để cho anh em phát triển tài năng của mình, để nhất con bầu Trần Đông Phương, Quốc Thái, Linh Phương chúng ta vào, chúng ta có nhiều chương trình hay để mà anh em tự tập rồi chúng ta sẽ tự nhiên sẽ trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp, như chúng thấy rồi, có những người rất là tài năng. Dạ, xin chào Ngọc Loan, anh em chúng ta hỗ tay cho Ngọc Loan. Không sao, cầm bài cá thoải mái, đâu có cái gì hết á. Em chấp phân mình làm.